Mặc dù vẫn có những hoạt động, tuy nhiên phải nói rằng là đời sống văn hóa, nghệ thuật, giải trí của chúng ta vào đầu năm 2020 thì ảm đạm và có rất là nhiều xáo trộn khi mà dịch Covid-19 có những diễn biến phức tạp. Rất là nhiều những nghệ sĩ đã phải hủy show, những bộ phim điện ảnh ra rạp thì thất thu hơn so với Tết của các năm trước. Cùng với đó là các sân khấu kịch cũng đã có khoảng thời gian phải tạm đóng cửa bởi vì quan ngại việc tụ tập đông người. Và một số sân khấu như là 5B, IDCAF, Hoàng Thái Thanh thì vừa đã có những vở diễn mở cửa trở lại sau thời gian đóng vì dịch Covid-19. Tối ngày 13 tháng 2, gần 200 ghế của sân khấu 5B chật kín khán giả trong xuất diễn vở Tía ơi con lấy chồng, nghệ sĩ Hữu Quốc đạo diễn. Nhiều người xem đeo khẩu trang theo dõi vở kịch kéo dài gần 3 tiếng đồng hồ. Trong cánh gà, giám đốc nhà hát kịch 5B, nghệ sĩ Mỹ Uyên xúc động khi thấy khán giả vẫn ủng hộ kịch nói giữa tình hình dịch Covid-19 diễn biến vô cùng phức tạp. Nghệ sĩ cho biết, từ mùa kịch Tết, chị và các diễn viên của sân khấu thay phiên nhau đi mua khẩu trang dự trữ, phát cho khán giả không chuẩn bị kịp. Lối cầu thang đi lên nhà hát cũng được đặt những chai nước rửa tay khô để người xem vệ sinh trước khi vào. Mỹ Uyên nói do đặc trưng của 5B là sân khấu nhỏ, diễn viên thoại không cần mic, khoảng cách giữa nghệ sĩ và người xem rất gần nên chị phải chú trọng khâu giữ an toàn vệ sinh cho nhà hát. Trước buổi diễn, chị luôn trấn an khán giả, thường xuyên hỏi thăm tình hình sức khỏe của các diễn viên. Nhiều sân khấu khác thì vẫn diễn đều đặn mỗi tuần giữa dịch bệnh, như là sân khấu IDCAF Hoàng Thái Thanh vẫn đón lượng khán giả khả quan. Người xem được phát khẩu trang miễn phí và khuyến khích rửa tay sát trùng. Bên cạnh đó, một số sân khấu đóng cửa sau Tết cũng sáng đèn trở lại. Sau 10 ngày ngưng diễn, hai sân khấu của Hồng Vân, Phú Nhuận và Chợ Lớn, sân khấu Thế Giới Trẻ, một trong những sàn diễn đông khán giả nhất thành phố Hồ Chí Minh cũng mở lại. Trước đó, sân khấu đóng cửa một tuần, trả vé cho khán giả dù đã bán hết vé các vở tháng 2.